Năm con giáp xui xẻo bị tiểu nhân đeo bám sau Tết Đoan Ngọ, cuộc sống ngày càng bế tắc. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị và các bạn thân mến, chúng ta được sinh ra trên thế giới này với rất nhiều điều không thể tự quyết định được, như là gia cảnh, xuất thân và số phận, và đặc biệt là ai cũng mong mình có một cuộc sống giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh tiêu ba đời không hết. Trên đời này thì không ít những người sinh ra đã ở vạch đích, tiền bạc tài sản nhiều vô kể. Sống một cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì, đã giàu lại càng giàu hơn, nhà đẹp siêu xe, vợ đẹp suốt ngày đi du lịch, ăn nhà hàng, đời sướng như tiên, tiêu tiền không hết. Bên cạnh đó thì cũng có những người sinh ra đã giàu có mà lớn lên lại không biết tận dụng cơ hội mà vận may của mình, dẫn đến cuộc sống bị bế tắc, làm tới đâu thì mất tới đó, tiền bạc đội nón ra đi, họ sống một cuộc sống đắng cay tủi nhục và luôn than thân trách phận cuộc đời thật sự bất công. Sau Tết Đoan Ngọ, những thầy tử vi học chỉ ra rằng trong số 12 con giáp thì có 5 con giáp này sẽ gặp tai họa, tán gia bại sản, mất sạch tiền bạc, nợ nần chồng chất, cuộc sống dễ đâm vào ngõ cụt nếu như không biết những điều này. Để biết được 5 con giáp này sẽ gặp đại họa ra sao và làm cách nào để có thể hóa giải, giúp cho vận hạn tránh xa, may mắn lại gần, mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, khi mà bị tiểu nhân đeo bám, những con giáp dưới đây sẽ liên tiếp gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, có thể tiền mất tật mang sau Tết Đoan Ngọ. Đầu tiên đó là tuổi Tý. Sau Tết Đoan Ngọ thì tuổi Tý phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách từ công việc cho tới đời sống tình cảm. Về công việc thì bạn có thể nhảy việc và những lo lắng khi mà đảm nhiệm vị trí mới là điều khó tránh khỏi. Bạn sẽ có hàng trăm ngàn lý do để đến tâm trạng bất ổn. Hơn nữa tuổi Tý còn dễ bị tiểu nhân quấy phá, khiến cho công việc khó bề suôn sẻ, gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tuổi Tý có thể bị đồng nghiệp chơi xấu mà không hề hay biết, thế nên cần phải cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình. Khi mà hợp tác làm ăn với đối tác bên ngoài, tuổi Tý chớ thấy người ta cởi mở nhiệt tình mà lơ là cảnh giác. Cái mắt bên ngoài tốt chưa chắc lòng dạ đã thiện lương, bạn có thể bị lừa gạt và bán đứng vì lợi ích của đối phương. Mặc dù là một người sống tình cảm, nhưng tuổi Tý cần phải tỉnh táo trong các mối quan hệ, tránh đặt niềm tin nhầm chỗ để rồi chuốc lấy khổ đau. Nếu còn độc thân, tuổi Tý có thể gặp được ý trung nhân trong tháng này. Tuy nhiên thì mọi thứ nên diễn ra từ từ, tránh vồ vập, kẻo tình nhanh đến cũng nhanh đi. Đối với những người đã thành gia lập thất thì tuổi Tý hãy cẩn trọng với những lời nói sắc hơn dao để đối phương không bị tổn thương. Cả hai nên nhún nhường tha thứ cho nhau thì gia đình mới được hạnh phúc bền vững được. 2. Tuổi Sửu. Sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Sửu không mấy khả quan, vận trình thăng trầm bất định, công việc thì cũng kém sắc hơn, nhưng tiểu nhân thì vẫn luôn rình rập xung quanh nhằm phá hoại những việc mà con giáp này đang làm. Tiểu nhân có thể là những kẻ ẩn nấp ngay bên cạnh tuổi Sửu, là những người mà có lẽ con giáp này không thể ngờ được. Vấn đề tài chính thì tuổi Sửu nên cẩn trọng khi mà đầu tư, không nên mở rộng quy mô, hạn chế kinh doanh mạo hiểm, vay vốn đầu tư thì tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm còn chưa đảm bảo. Ngoài ra thì tuổi Sửu nên chú ý trong vấn đề quản lý tài chính, chi tiêu một cách khoa học để tiền trong túi vơi lúc nào không biết. Chuyện tình cảm của tuổi Sửu sau Tết Đoan Ngọ cũng gặp nhiều sóng gió, những mâu thuẫn bất đồng quan điểm xảy ra nhưng không ai cũng không chịu nhún nhường để giải quyết khúc mắc. Mọi việc nhỏ sẽ dần tích góp thành vấn đề lớn và khiến cho mối quan hệ tình cảm rạn nứt, đứng bên bờ vực đổ vỡ. Chính vì vậy mà tuổi Sửu và bạn tình cần phải suy nghĩ thật kỹ càng và chia sẻ thẳng thắn với nhau để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. 3. Tuổi Ngọ. Sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Ngọ thì gặp nhiều may mắn, sự nghiệp công danh phơi phới, tiền bạc thu về gấp đôi, gấp ba so với tháng trước. Tuy nhiên chính vì điều này lại khiến cho tuổi Ngọ bị tiểu nhân đố kỵ, ghen ghét, vây hãm. Những người này có thể là những người gần gũi bạn, họ có thể lên kế hoạch âm thầm phá hoại tiền đồ của bạn, nắm tay trên các cơ hội của bạn. Chính vì vậy mà con giáp này cần phải tỉnh táo, sáng suốt khi mà kết bạn hay là tìm đối tác làm ăn. Đừng vội tin những lời ngon ngọt bởi đó có thể là con mồi răm ra để chờ bạn cắn câu. Tuổi Mùi.
Người tuổi Mùi thì gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian này khi mà vận trình có tiểu nhân quấy phá khiến cho công việc vốn đã có nhiều áp lực nay càng thêm có nhiều khó khăn chồng chất. Tuổi Mùi tuy thể hiện được năng lực làm việc của mình và được cấp trên tin tưởng đánh giá cao, có khả năng đảm nhiệm được nhiều trọng trách, song càng trên cao thì gió lại càng to. Các mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác làm ăn tuy được cải thiện đáng kể nhưng không phải là tất cả. Do đó mà tuổi Mùi nên bình tĩnh, cẩn trọng cân nhắc khi mà giải quyết mọi vấn đề để đề phòng một số người có ý định chơi xấu, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của bạn. Về sức khỏe, tuổi Mùi có dấu hiệu giảm sút do ôm đồm quá nhiều việc. Hãy cố gắng chia nhỏ, sắp xếp công việc một cách hợp lý và giải quyết công việc xong xuôi ngay tại công ty. Về chuyện tình cảm thì tuổi Mùi còn độc thân, vẫn chưa sẵn sàng để lao vào một cuộc tình mới. Tuổi Tuất. Mặc dù gặt hái được một số thành công nhưng tuổi Tuất có nguy cơ đánh mất tất cả sau Tết Đoan Ngọ này. Những dự án kinh doanh, mối hợp tác làm ăn, hợp đồng có giá trị, mọi thứ đều sắp hoàn thành thì cuối cùng lại xảy ra vấn đề phát sinh, khiến cho tuổi Tuất không thể kiểm soát được, dễ khiến cho mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Cũng chính vì điều này mà tuổi Tuất thường có tâm trạng quẩn quanh, bế tắc, không lối thoát. Từ đó khi mà làm việc gì, tuổi Tuất cũng không đủ lý trí, tỉnh táo để giải quyết, khiến cho sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Vì vậy mà tuổi Tuất nên suy nghĩ thận trọng, tính toán kỹ càng khi làm bất cứ việc gì để tránh hỏng việc. Ngoài ra thì bản tính lương thiện, thích giúp đỡ người khác mà tuổi Tuất có thể bị người xung quanh lợi dụng đến nỗi không còn sức lực để giải quyết chuyện của mình. Hơn nữa, tuổi Tuất thì nên thận trọng những lời mật ngọt bởi đó có thể là cái bẫy do tiểu nhân giăng ra. Nếu không tránh khỏi cái bẫy đó thì tiền mất tật mang là điều khó tránh khỏi. Quý vị thân mến, tài vận của năm con giáp này được dự báo là tăng nhiệt, giúp cho cuộc sống của họ màu hồng hơn rất nhiều sau Tết Đoan Ngọ. Đó là con giáp nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp nội dung. Năm con giáp chuẩn bị đón may mắn tài lộc từ sau Tết Đoan Ngọ đến 6 tháng cuối năm. 1. Tuổi Sửu. Bản tính tuổi Sửu là người chăm chỉ, cần cù, chấp pháp và rất nghiêm túc trong công việc. Khi đã nhận việc thì sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt công việc được giao. Trong năm nay thì cuộc sống của tuổi Sửu có nhiều biến động, từ đó tài vận không hanh thông như mong muốn. Tuy nhiên thì sau Tết Đoan Ngọ cho đến cuối năm, thần tài sẽ gõ cửa với nhà tuổi Sửu nếu họ biết chốt thời cơ. Một khi tài lộc tới thì đường công danh sự nghiệp sẽ tăng tiến, lộc lá đổ vào nhà, muốn cản cũng không được. Từ đó chẳng mấy chốc mà họ sẽ kiếm được một khoản thu nhập kha khá, thậm chí là có thể tạo dựng được tên tuổi của mình với những người cùng ngành. Vậy nên người tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu với pháp khí Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai vật phẩm phong thủy tăng cường tài lộc và sự nghiệp cho tuổi Sửu. Tuổi Mão. Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh lanh lợi, luôn biết nỗ lực cố gắng để đạt được thành công như mong muốn. Mỗi bước đi của họ đều được lên kế hoạch rõ ràng. Khi mà đã xác định được mục tiêu, người tuổi Mão sẽ cố gắng hết mình, không bỏ cuộc giữa chừng. Từ đầu năm, vấn đề tài chính của tuổi Mão thì không được suôn sẻ, nhưng sau Tết Đoan Ngọ sẽ là lúc tài vận của tuổi Mão quay trở lại. Trong những ngày tháng này thì họ được quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Về sự nghiệp thì tuổi Mão được xếp đánh giá cao, có cơ hội thăng chức và hứa hẹn một tương lai sáng lạn phía trước. Không chỉ được cấp trên coi trọng, cấp dưới cũng nể. Không chỉ được cấp trên coi trọng, cấp dưới cũng nể phục và coi họ là tấm gương sáng để cố gắng phấn đấu. Những người tuổi Mão làm kinh doanh thì cũng thu được nhiều lợi nhuận trong những tháng tới. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, họ sẽ có nhiều mối làm ăn, từ đó túi tiền rủng rỉnh, lộc lá dồi dào. Để tăng cường thêm tài vận và tài lộc cho mình, tuổi Mão hãy nhớ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi cùng với Minh Quang Pháp Bảo để tăng cường thêm vận may và tài lộc cho tuổi Mão. 3. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn vốn là những người có thông minh và tài năng lãnh đạo, tính cách độc lập, biết làm chủ cuộc sống và sẵn sàng đối diện với mọi áp lực bên ngoài. Không kể là nam hay nữ, những người tuổi Thìn đều có khả năng xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình. Đầu năm 2020, tài vận của tuổi Thìn thì nhìn chung không mấy suôn sẻ, công việc gặp nhiều trở ngại, từ đó kéo theo túi tiền cũng hao hụt không ít. Thế nhưng, từ sau Tết Đoan Ngọ, nếu làm việc chăm chỉ, nỗ lực, họ sẽ được ghi nhận và đánh giá cao. Tuổi Thìn sẽ được tăng lương hoặc thăng chức.
Đối với những người làm kinh doanh, nhiều cơ hội tuyệt vời sẽ mở ra, nhờ vậy mà cuộc sống càng ngày càng thịnh vượng ấm no. Để được cuộc sống suôn sẻ hơn trong giai đoạn này, các nhà tử vi học khuyên người tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn và Minh Quang Pháp Bảo, là hai pháp khí hộ thân tăng cường tài lộc và may mắn cho người tuổi Thìn, giúp tài lộc từ giờ cho đến cuối năm càng vượng tiến, khiến cho những con giáp khác phải ghen tị và đố kỵ với mình. Tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ thì thường có tính tình hoạt bát, thích tự do, sáng tạo và có chủ kiến cho riêng mình. Đa số những người tuổi Ngọ thì không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng họ lại có tấm lòng rộng lượng và năng lực tuyệt vời. Trong năm thì dù tài vận của người tuổi Ngọ không mấy ổn định, nhưng từ sau Tết Đoan Ngọ thì họ sẽ có nhiều cơ hội để đánh bóng tên tuổi và phát triển sự nghiệp. Những cơ hội mới mở ra và nếu nắm bắt đúng, họ sẽ có hướng đi mới giúp cải thiện tài vận của họ. Nhờ vậy, vấn đề tài chính của người tuổi Ngọ cũng có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên thì những người tuổi Ngọ nên cân nhắc trong việc chi tiêu, đừng thấy tài lộc gõ cửa mà vung tiền như nước. Vì nếu lộc lá có nhiều tới đâu thì chẳng mấy chốc mà tiêu biến hết. Để hóa giải điều này, tuổi Ngọ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất và Minh Quang Pháp Bảo để tăng cường vận may và tài lộc cho mình từ sau Tết Đoan Ngọ đến cuối năm. Tuổi Tuất. Từ đầu năm tới nay thì tài vận của tuổi Tuất đều bình lặng, không có gì nổi trội. Nhưng từ sau Tết Đoan Ngọ thì cuộc sống của họ sẽ có một sự thay đổi lớn. Vì vậy mà đừng vội chán nản, từ bỏ ý chí tiến thủ, phấn đấu trong sự nghiệp, bởi vận may sẽ chào đón bạn trong tháng tới. Sau Tết Đoan Ngọ, nếu giữ được thái độ làm việc cần mẫn, chăm chỉ, bạn chắc chắn sẽ được có được một khoản thu nhập dồi dào, từ đó cuộc sống sẽ thoải mái, sung túc hơn. Ngoài ra, nếu bạn đang có ý định nhảy việc trong tháng tới thì tốt nhất nên loại bỏ ngay ý định này, nếu không mọi cố gắng từ đầu năm sẽ trở nên công cốc. Không giống như những con giáp khác, tuổi Tuất luôn cần mẫn, tuy có khoản thu dồi dào nhưng do bị đa mục tiêu nên khiến cho tuổi Tuất bị phân tán, không tập trung, dẫn đến việc phá tài. Để hóa giải điều này, các nhà tử vi học khuyên tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất cùng pháp khí Minh Quang Pháp Bảo để được may mắn tài lộc trong thời gian tới sau Tết Đoan Ngọ. Như quý vị đã biết, mỗi người trong chúng ta thì ai ai cũng mong cầu được hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng không phải cứ ước là được. Trong mỗi chúng ta thì mỗi người mang một số phận riêng, có những người gặp nhiều may mắn nhưng cũng có những người luôn bị đau khổ trong đường tình ái. Trong 12 con giáp năm nay thì con giáp nào đường tình duyên gặp nhiều may mắn, con giáp nào luôn lận đận. Đường tình duyên của 12 con giáp sau Tết Đoan Ngọ, người ế bền vững, kẻ bận rộn đến quên người yêu. Tuổi Tý. Sau Tết Đoan Ngọ thì chuyện tình cảm của tuổi Tý gặp nhiều biến động. Đối với những người độc thân thì sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với những người bạn mới. Đó có thể là nơi làm việc, những bữa tiệc hay là những địa điểm bạn thường lui tới. Nếu tích cực tham gia thì chắc chắn sẽ gặp được một nửa cuộc đời mình. Đối với những cặp đôi đang yêu nhau, hai bạn sẽ có nhiều mâu thuẫn, tranh cãi do bất đồng quan điểm. Nếu vẫn ngang bướng mỗi người một ý, chuyện tình này thì chắc chắn sẽ phai tàn. Ngược lại, nếu bình tĩnh và ngồi xuống trò chuyện thẳng thắn với nhau, cả hai sẽ càng thêm hiểu nhau hơn, gắn kết tình cảm. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu vào tháng này thì khá là bận rộn trong công việc nên thường thờ ơ, ít trò chuyện với nửa kia. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì mối quan hệ giữa hai người sẽ càng ngày càng xa cách. Do đó mà hai bên cần dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Những người tuổi Sửu còn độc thân thì vẫn tiếp tục duy trì tình trạng này. Tuổi Dần. Trong khoảng thời gian này thì tuổi Dần dường như quá bận rộn để dành thời gian cho chuyện yêu đương. Đối với tuổi Dần còn độc thân thì họ cảm thấy cuộc sống như hiện tại là ổn và chưa mong muốn có mối quan hệ nghiêm túc nào. Đối với tuổi Dần đã có người thương, thời gian này cả hai dường như là hơi xa cách và lạnh nhạt. Tuy nhiên lạnh nhạt lại là liều thuốc vô hình giết chết tình yêu. Do đó mà cả hai hãy nên hâm nóng tình cảm để tránh khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau. Tuổi Mão. Tuổi Mão tưởng chừng sắp chạm tay vào hạnh phúc thì lại phải thất vọng. Độc thân thì có số đào hoa, có thêm nhiều mối quan hệ mới, song cuối cùng thì họ mới thất vọng nhận ra những người đó đến với mình chỉ là vì một mục đích nào đó chứ không phải là xuất phát từ tình yêu chân thành. Các cặp đôi khó có thể duy trì tình cảm do cái tôi quá lớn khiến cho hai người không thể nhún nhường bỏ qua cho nhau. Vợ chồng lục đục mâu thuẫn vì những chuyện không đồng. Tuổi Thìn, đường tình duyên nhìn chung rất tốt đẹp.
Đối với những cặp đôi, đây là một tháng hài hòa, mang lại nhiều hạnh phúc. Tình yêu nở rộ sẽ giúp cho tuổi Thìn có tâm trạng tốt, thuận lợi hơn trong tất cả mọi chuyện. Tuổi Tỵ. Trong nửa đầu tháng thì tuổi Tỵ cảm thấy khá là mệt mỏi, chán nản về những gì đang gặp phải trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên thì đến nửa tháng sau, vận đào hoa sẽ đeo bám khiến cho vệ tinh quay quanh tuổi Tỵ nhiều không đếm xuể. Từ đó, người độc thân sẽ kiếm được người yêu, những cặp đôi dù có mâu thuẫn trước đó cũng được hóa giải. Tuổi Ngọ. Một tháng khá là suôn sẻ về đường tình cảm đối với tuổi Ngọ, những người độc thân dễ gặp được người trong mộng. Ngược lại, tuổi Ngọ đã có đôi thì chuyện tình cảm lại không mấy suôn sẻ. Tính khí nóng nảy, cố chấp của bạn sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng mệt mỏi. Nếu không kiểm soát được cảm xúc nhất thời, cuộc sống độc thân sẽ sớm quay trở lại với tuổi Ngọ. Tuổi Mùi. Chuyện tình cảm của tuổi Mùi thì không mấy thuận lợi, có thể gặp phải những vết nứt khá lớn trong mối quan hệ hai người. Tình cảm đôi bên không đủ bền chặt, sự nghi ngờ hiểu lầm sẽ khiến cho khoảng cách ngày càng lớn. Tới một lúc nào đó, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cho cuộc tình bị xô ngã. Tuổi Mùi thì cũng nên đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào mối tình của bạn. Nếu gặp phải trường hợp này thì đừng vội trách móc hay là nghi ngờ, hãy bình tĩnh xem xét lại tình cảm của mình trước. Tuổi Thân. Tuổi Thân thì khao khát có một người bên cạnh, nhưng khi mà có rồi đôi lúc lại cảm thấy cuộc sống phiền phức và rắc rối hơn. Đối với những người đã có đôi có cặp thì cũng nên đề phòng sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Tuổi Dậu. Dù có độc thân lâu tới thế nào đi chăng nữa thì tuổi Dậu cũng không quá nóng vội để bắt đầu một mối quan hệ mới trong tháng này. Hãy cẩn thận tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi bạn muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Đối với người đã có đôi thì tuổi Dậu thường xuyên cảm thấy bực tức và khó chịu với người kia mặc dù chẳng có chuyện gì to tát. Vì vậy mà tuổi Dậu hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình để chuyện tình này được đi lâu dài. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất thì không hề cảm thấy hứng thú chút nào với chuyện yêu đương vào lúc này. Chính vì vậy mà dù có bao nhiêu người cố gắng mai mối thì đều bị tuổi Tuất gạt bay một cách lạnh lùng. Những người tuổi Tuất đã có ý chung nhân thì cũng có thể gặp được một vài mâu thuẫn nhỏ. Một mối quan hệ, họ có thể xuất hiện những lời đồn vô căn cứ, nhưng nếu không quan tâm tới những lời đó thì chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Tuổi Hợi. Chuyện tình cảm của tuổi Hợi thì ổn định hơn rất nhiều. Người độc thân thì dễ tìm được một nửa kia của mình nếu thực sự mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc vào lúc này. Đối với những cặp đôi đang yêu nhau, mâu thuẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên thì vào lúc này, thay vì im lặng hay là trách móc, tuổi Hợi thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với người yêu để có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.